24 tháng 8 năm 2019 đã trở thành một dấu ấn không thể nào phai đối với tập thể lãnh đạo và nhân viên nhà hàng cơm Việt hải sản Bảo Khánh. Đó là ngày mà tập đoàn Bảo Khánh chính thức ghi danh trên bảng vàng ẩm thực Đà Nẵng. Trong không khí chúc mừng nồng ấm từ gia đình, bạn bè, đối tác, nhà hàng cơm Việt hải sản Bảo Khánh chính thức cắt băng khánh thành và đi vào hoạt động. Tọa lạc tại số 39 đến 41 Đỗ Bá, phường Bắc Mỹ Phú, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Nhà hàng chào đón thực khách bằng nét văn hóa và chất lượng phục vụ riêng biệt, đậm sắc Bảo Khánh. Tại đây, hải sản được lựa chọn rất kỹ lưỡng, không những có thể đảm bảo tươi ngon, chất lượng mà còn có thể cạnh tranh thị trường về giá cả. Để cho ra món ngon phục vụ thực khách, hải sản không những còn tươi, còn sống mà phải khỏe như đang ở trong môi trường tự nhiên. Có thể nói, đó là một trong những bí quyết, yếu tố hết sức quan trọng giúp cho hệ thống bếp của nhà hàng khẳng định giá trị trên từng món ăn. Với phương châm trung thực để phát triển, nhà hàng luôn cam kết không đổi hải sản, đủ số lượng, đúng chất lượng. Trên tinh thần luôn cố gắng để làm tốt hơn, lấy sự hài lòng của quý khách làm hệ quy chiếu, đội ngũ đầu bếp của nhà hàng luôn trau dồi tỉ mỉ cho từng món ăn. Bên cạnh tính trung thực và trách nhiệm, từng thành viên của bếp luôn đặt mình vào trong chất lượng của món ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chế biến theo đúng quy chuẩn mà các cấp quản lý nhà nước quy định. Bên cạnh giá trị về dinh dưỡng, món ăn còn được trang trí bởi một phong cách riêng, tạo sự sang trọng, tinh tế cho bữa tiệc của quý khách. Tổng thể nhà hàng được thiết kế khác biệt về cấu trúc xây dựng, tạo không gian thoáng mát, kết hợp những gam màu nóng và phong cách trang trí hiện đại, không gian mở, không gian trở nên ấm áp và gần gũi. Với những bữa tiệc cần sự đón tiếp long trọng, nhà hàng có phòng quý tộc với nội thất sang trọng và không gian riêng tư, hứa hẹn sẽ mang lại cho thượng khách một chất lượng phục vụ tốt nhất. Nếu quý khách không hài lòng về dịch vụ và giá tiền, xin vui lòng không thanh toán, hãy cho nhà hàng lời góp ý để hoàn thiện hơn. Trân trọng. Nằm cách nhà hàng không xa, tại địa chỉ số 96 đường Trần Bạch Đằng, tập đoàn Bảo Khánh còn có một khách sạn mang tên Anna Mason, phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách. Hầu hết số phòng ở đây được thiết kế một không gian mở để đón ánh nắng mặt trời. Bên trong được trang trí giường gỗ cao cấp, phủ lên trên là những lớp ga trải mềm mại, những bông hoa, thú cưng dễ thương được trang trí bằng khăn tắm và những phụ kiện khác tạo nên một nghệ thuật độc đáo. Trong phòng luôn có sẵn những yếu phẩm cần thiết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Sân thượng của khách sạn được lắp đặt một hệ thống bể bơi thông minh, tự động xử lý nước, lọc tạp chất, tạo nên sự trong sạch, tinh khiết. Bên cạnh đó, khách sạn còn trang bị hai phòng xông hơi miễn phí. Sau một ngày mệt mỏi hay sự vô tình của thời tiết làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, ngay lúc đó, giá trị của phòng xông hơi sẽ giúp chúng ta lấy lại thăng bằng và tạo sảng khoái. Đối với những khách hàng muốn lựa chọn các dịch vụ làm đẹp, spa của khách sạn là nơi bạn có thể làm móng tay, chăm sóc da mặt, massage thảo dược toàn thân dựa trên liệu pháp y tế. Mở cửa phục vụ từ 6 giờ 30 phút, buffet của Anna Mason chuẩn bị đầy đủ các món Á, Âu. Tuy nhiên nổi bật nhất vẫn là những món Việt. Món ăn được bài trí trong không gian trang trọng, trang trí theo nhiều phong cách, làm nổi bật giá trị của món ăn, tăng thêm cảm hứng cho thực khách. Buffet của khách sạn không đơn thuần chỉ phục vụ nhu cầu bữa sáng cho quý khách, mà còn mang lại một nét văn hóa riêng, góp phần tôn vinh văn hóa ẩm thực. Khi lựa chọn Anna Mason, khách lưu trú luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt của nhà hàng cơm Việt hải sản Bảo Khánh. Từng thời điểm sẽ có những gói ưu đãi khác nhau nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Hơn 10 năm qua, cái tên Bảo Khánh đã trở nên quen thuộc đối với thị phần miền Trung trong nhiều lĩnh vực. Thời gian gần đây, tập đoàn Bảo Khánh đã chuyển mình đánh dấu một bước ngoặt theo hướng ẩm thực và du lịch. Với sự đầu tư hiện đại nhằm phục vụ mọi đối tượng, nhưng khách sạn và nhà hàng Bảo Khánh luôn giữ cho riêng mình một nét văn hóa riêng. Đó là yếu tố quan trọng góp phần đưa văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế.